Đây. Bộ NBT Evo cho con năm 20 đời 2016 thì sẽ gồm một cái màn hình cảm ứng này. Một cái màn hình cảm ứng được chế từ con màn hình con 530 nhé. Được chế từ màn hình con 530. Đó, đây là màn hình của con 530 Made in Thái Lan. Đó. À, đấy. Thì chế vừa form luôn với cả xe F10 này. Đó. Thứ hai là một cái cáp màn hình. Một cái cáp màn hình gửi. Thứ ba là một cái lúm xoay của G30 luôn. Đó. Và thứ tư là một cái đầu NBT 2019. Đầu này thì không phải đích 2019, nhưng đầu này là ID6 là mới nhất. Có cái mặt ốp này là hình màu đen. Phía sau đầu thì sẽ có một cái anten CarPlay cắm sẵn. Một cái cáp màn hình. Một cáp màn hình này sẽ cắm vào phần phần cáp màn hình này. Sẽ cắm luôn, cắm sẵn luôn vào đây. Cổng USB, cổng GPS, cổng GPS, cổng FM, cổng AM, cổng quang, đầy đủ hết. Đây, con này là full option nhé. Đấy.